Hello, xin chào tất cả các bạn. Có lẽ đây là video ngày cuối cùng cho năm nay mình quay ở Singapore. Hôm nay mình sẽ đi về Việt Nam các bạn ạ. Hôm nay sẽ là ngày 26 tháng 11. Mình video này mình quay ở ngày 26 tháng 11. Và chắc tầm 14 ngày nữa thì mình mới đăng lên. Mình còn 14 ngày cách ly nữa. Thì trước khi về Việt Nam mình sẽ đi sang thăm nhà đội bạn mình nha. Let's go. We see the hype outside. Right from the house. Took it straight from outside. Straight to the couch. We put the mic outside. Edit shit out. Bây giờ mình đang đi xuống dưới đợi thanh niên đi đón. Nghe nói là nhà bên đấy xịn lắm, toàn hot girl, hot boy thôi. À đây rồi, đây rồi, youtuber triệu view rồi. Xoay, các youtuber, đỉnh quá. Sao, các bạn thấy không? Đó, youtuber triệu view. Đấy, Apple Watch. Xong rồi mẹ em đi mua đồ của Apple Store về kìa. Đỉnh lắm. Thì đấy, qua nhà chúng nó thì mình cũng chỉ ngồi ăn với cả nói chuyện vui vui thôi. Nhưng mà say quá cho nên là mình chắc là chỉ để đoạn time lapse đây thôi nhé. Sorry các bạn. Thì hôm trước mình say quá, mình ngủ lại nhà chúng nó. Thì ngày hôm sau mình đi bữa cà phê với chúng nó, rồi hôm sau nữa mình sẽ đi về Việt Nam. Ok, giờ mình đang ở trên xe đi ra sân bay nha. Đi ra sân bay mình sẽ cho các bạn xem Apple Store ở sân bay sẽ như thế nào. Wait a minute. Đông quá các bạn ơi. Rồi mình làm thủ tục xong mình sẽ đi tìm Apple Store quay nha. Mình đang ở sân bay Changi nha mọi người. Mùa dịch cho nên là vắng quá. Nhìn điều hưu vãi. Máy bay của mình thì các bạn. Đen quá. Mùa dịch cho nên là Apple Store ở sân bay Changi không mở. Đây là mình phải xếp hàng để làm thủ tục và nhận đồ vào hộ. Đó, thiếu ra Sapa. Mình sẽ về cùng thiếu ra Sapa thôi. Mọi người về đều phải mặc cái này. Ông Thanh cũng bé mày. Hello các bạn. Đây là chúng mình. Chúng mình đi về chúng mình phải mặc bộ bảo hộ này. Nhìn trông trông giống chơi e-sport tàu đấy luôn. Đúng không? Ok, hẹn gặp lại các bạn ở Việt Nam nha. Bye bye. Đấy, thứ ra Sapa đấy. Thấy không? Chờ đâu. Xui. Bên quận 7. Anh ta ở bên Ok. Nhà chúng tôi đã trên máy bay. Tạm biệt Singapore nha. Hẹn gặp lại 2 tháng nữa. Hơn 2 tháng nữa. Mình đeo cái găng tay cao su này. Đeo tầm 5 phút thôi đã bí hết cả tay, toát cả mồ hôi tay rồi. Đúng là khâm phục các bác sĩ thật. Đeo cả ngày. Bây giờ còn phải đi về cách đi. Về đến tơ sân nhất rồi các bạn ơi. Nhưng mà nóng quá. Nóng sắp chết. Theo như mình thấy thì chuyến của mình cũng khá là đông người Việt về. Mình đợi làm thủ tục phải 30 phút mới xong xuôi hết đấy. Thì sau khi làm thủ tục ở bên trong sân bay xong ấy, thì mình sẽ được chia theo từng xe. Mỗi xe tầm 22 người để về khu cách ly. Thì
xe mình đi theo đoàn, một đoàn 5 xe, mỗi xe 22 người thì mình tính sơ sơ là khoảng hơn 100 người về một khu. Và đi đầu đoàn là có cảnh sát quân sự dẫn đường, dẹp đường, nhìn đi như giám đốc luôn, thề. Về đến khu cách ly thì mình sẽ được khử khuẩn hành lý và họ sẽ lấy hồ sơ của mình và chia phòng. Đó, khu cách ly đó. Đó, ngoài kia là sân bóng đó các bạn. Khi mà cách ly được khoảng tầm 1-2 ngày thì bạn sẽ được xét nghiệm. Xét nghiệm chỉ xét nghiệm trong họng thôi, không cắn vào mũi đâu, không đau đâu các bạn. Lúc dựng clip rồi thì mình mới nhận ra là mình không quay những bữa ăn hàng ngày của mình, thì ngay sau đây sẽ là một số bữa ăn trong ngày của mình nha. Sorry các bạn. Đây là bữa sáng của mình nha các bạn. Trong đây người ta gọi là bánh canh hay sao ấy. Đây là bánh canh này. Bữa trưa hôm nay của mình nha các bạn. Được ăn cả thịt ếch luôn nhé. Các bạn đừng mà trốn tránh, các bạn không nên trốn tránh nhiệm vụ cách ly tập trung khi về Việt Nam nha. Ăn ở sướng lắm. Bữa tối của mình đây các bạn ạ. Không hiểu sao hôm nay lại được cho hai túi canh để ưu tiên. Vừa rồi mình chỉ cho các bạn xem một số bữa thôi, chứ còn ăn sáng thì mình có bánh canh, bánh cuốn, bánh mì, bánh bún này, các thứ luôn. Còn buổi trưa các thứ thì bữa ăn đa dạng lắm. Vừa rồi mình chỉ quay cho một bữa ở trong ngày thôi. Thực ra trong đấy người cho ăn rất đủ dinh dưỡng, với cả nhiều món ăn thay đổi hàng ngày luôn. Thề các bạn không nên trốn tránh nghĩa vụ cách ly nha, nên bảo vệ cho cộng đồng, bảo vệ cho người thân của mình. Hôm nay mình sẽ xét nghiệm lần 2 nha. Nếu hôm nay tất cả âm tính thì theo như dự tính thì ngày kia 11 tháng 12 mình sẽ được về. Thực ra là mình cách ly ở trong khu cách ly tập trung ấy. Về Việt Nam mình không có nước nên là mình bị ốm mất một tuần. Thế là mình phải cách ly riêng một phòng, cho nên là mình không quay được gì nhiều cho các bạn xem. Nhưng mà trong khu cách ly vui lắm. Các bạn có thể đá cầu, đá bóng này, đánh bạc này. Mình đánh bạc âm 2 triệu rồi, hơi buồn. Cái hôm mà cái cảnh trước này là cảnh xét nghiệm lần 2 ấy, thì hôm sau là tất cả 100% mọi người trong khu cách ly là xét nghiệm âm tính. Thì anh em trên phòng có tổ chức, có xuống phòng mình, xuống phòng cách ly riêng của mình làm bữa cuối cùng để ăn chia tay anh em để mình về Bắc ấy. Thì đây ngay sau đây sẽ là bữa ăn đơn giản của anh em thôi, nhưng mà thể món ăn trong đấy ngon vậy. Xem nha. Thì ngay sau cái bữa ăn cuối cùng đấy thì ngày hôm sau mình sẽ đi về Bắc. Thì đây là một số cảnh các chú bộ đội. Nói chung là rất chi là kiểu hòa đồng với cả tốt bụng ấy. Đây các bạn xem đi sẽ biết. Rồi. Về Bắc thôi anh em. Các chú bộ đội tâm lý quá. Xe nào vào khu cách ly để chở bọn mình đi ra sân bay thì cũng phải khử khuẩn nhá. Khử khuẩn từ lúc vào khu cách ly và đi ra sân bay, quay lại thứ gì khử khuẩn lại một lần nữa. Có. Cho giấy cho các bạn này. Dạ vâng. Rồi, chúc mừng tốt nghiệp cách ly ha. Vâng. Cảm ơn đồng chí. Bùi Quang Tấn. Dạ. Bữa lên ở phòng riêng đó hả? Dạ vâng ạ. Rồi, Nguyễn Công. Rồi. Cảm ơn các bạn. Về từ Lầu Bình An ha. Rồi, nhà từ Lầu Bình An ha. Ta-da. Từ Lầu Bình An ha. Từ Lầu Bình An ha. Rồi, giới thiệu lên này, không có to lên nha. Bùi Quang Tấn. Đó. Nguyễn Phi Hùng. Nguyễn Phi Hùng đâu? Chào các bạn. Chào các chú. Đặc biệt.
đấy, mình đang ở trên máy bay về Hải Phòng. Về Hải Phòng thì có thằng đệ nó ra nó đói. Mình mệt quá, quay được những cái cảnh quay ở sân bay, những cái quay ở trên đường đi đi về sân bay. Nhưng mà nếu mà xem đến đây thì các bạn thừa thấy là khu cách ly vui như nào đúng không? Các bọn các chú đội rất chỉ là tốt tính luôn, nhờ gì cũng giúp luôn. Mà mình không hiểu tại sao lại có những thành phần lại trốn cách ly để thôi. Có lẽ là video đến đây là hết rồi các bạn ạ. Mình cũng hết rồi, mình mệt. Trong thời gian đấy mình cũng kiểu xách nhiều đồ quá, không quay được nhiều cho mọi người, cho nên là video nó chỉ đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video giờ phút này nha. Nếu mà thấy hay thì nhớ like, nhớ subscribe và để lại một comment cho mình biết nha. Cảm ơn. Goodbye, hẹn gặp lại các bạn ở video đi spa nha. Sắp có rồi.